Thưa thầy, em bị coi như là cái cổ nó đau, là hai cái tay nó tê, mà nó cứ hay nhức cái vùng bên phải á. Rồi. Nó đau lan xuống lưng rồi, hai cái trong thì nó tê, hiện thì nó cứ tê ròng ròng, như nó ngứa luôn. Nó ruột này trong đó khó chịu lắm, nên là em nhờ thầy ạ. Còn cái này cái tuyến giáp em đặc biệt suy giáp là mãn tính, là uống thuốc, cứ sáng là phải uống thuốc mà em chữa cái sự tiêu phê đó, thì sáng phải uống thuốc để các em. Nó là suy giáp thì cái trái thấp nó tăng cao, bây giờ cũng như hạ xuống thì phải uống thuốc cả cả đời. Thành thử em giờ không biết là nếu em theo cái phương pháp này thì em bỏ luôn thuốc có được không hả thầy? Thuốc thì không có thể bỏ được. Yeah, tại vì cái đó là cái thuốc của nội tiết tố. Yeah. Do đó là mình không thể bỏ được. Yeah. Nhưng mà thí dụ như thay vì mình uống buổi sáng thì mình ăn buổi trưa, ăn xong á, buổi trưa mình vẫn uống thuốc, mình duy trì cái thuốc đó chứ không có bỏ. Yeah. Rồi. Như là em cũng đau bác tử mà mỗi ngày thì em cũng thêm này thì em cũng có thuốc để đỡ. Được rồi. Dạ, như em trước khi đến thì em đã uống thuốc đông y, cái về tuệ đức hoàng nguyên vị là em thấy cũng có thể đỡ. Yeah. Nhưng mà qua đây thì em cũng bỏ thuốc lần lần rồi. Đúng rồi. Em cũng tuyến giáp. Dạ. Đúng rồi, tuyến giáp là phải dùng suốt đời. Dạ. Nha. Ok, rồi đứng dậy. Dạ. Rồi, bây giờ quay cái lưng lại coi nha. Mở tính ha. Mở cái lưng. Rồi, quay lưng lại. Rồi. À, vậy rồi ha. Rồi, quay tay này. Tay này khó hơn nữa. Ok. Cái coi chị này chỉ bị cái khớp khớp cổ, đốt sống cổ, rồi bị đốt sống lưng. Thành ra những cái triệu chứng là do cái triệu chứng lão quá thôi. Cho nên mình điều trị như tôi nói là ba từ đầu tới cuối là mình chỉ làm cho giảm bớt thôi chứ cũng không khỏi. Mà muốn khỏi thì phải thực hiện để tôi lắc gì lắc gì. Đó, đừng lắc. Nó hay ha. Mềm ra. Đó. Thả lỏng ra. Đúng rồi đó. Rồi nhà ở đâu vậy? Nhà tôi em ở quận 3, ở gần viện Pasteur. À, gần viện Pasteur. Nhà phở hoài. Dạ, đúng. Chắc ăn phở hoài nữa. Em muốn đi ăn phở như thầy. Em ăn gạo lứt với rau củ nhiều hơn ăn mặn. À, dạ. Thấy ha, từ giờ tới động dừng á. Rồi ngồi dậy thử coi. Nghe sao nè. Em thấy nó đỡ nhưng mà thường nó đau. Đỡ rồi ha. Nhưng bây giờ đứng dậy coi. Quay cái này ra sao đi. Rồi. Đó. Ok. Khác rồi ha. Rồi bớt nhiều lắm rồi ha. Rồi đổi tới đây. Cái này còn nhưng mà không khác rồi. Rồi.
điều căn bản vẫn là như tôi nói, tức là chị biết ăn gạo lứt muối mè. Bây giờ chị tập ăn cái cách của tôi đi ha, bỏ ăn sáng, ăn buổi trưa. Nhưng mà đừng nhớ nha, mình ăn gạo lứt muối mè mà làm sao phải qua thêm những cái chất, nếu mình ăn chay ấy, thì phải thêm những cái chất dinh dưỡng cho thành tốt. Em cũng không ăn, phải ăn chay cũng có thịt cá chút đỉnh. Ôi, giờ đi ăn thịt cá. Dạ, chứ không phải ăn. Phải ăn trứng nè. Dạ, cũng có. Dạ. À, rồi ăn, mình không ăn nhiều, dạ. Tại vì mình không phải sống để mà ăn. Thì ăn miếng trứng, ăn miếng thịt, ăn miếng tôm để cho cái dinh dưỡng có đầy đủ. Nhưng mà rau cải cũng không có thiếu. Ha, nhớ cố gắng ăn vào buổi trưa cho thật là tốt. Ha, mà mình không cần phải ăn cho thiệt là nhiều, mà mình chỉ ăn cần ăn đủ là được rồi. Nha, cố gắng nha. Nha, rồi rồi chị chịu khó, chị tập đi những cái lời tôi nói thì dần dần cái bệnh chị nó không còn nữa. Yên tâm. Nha. Tôi thấy rồi. Ờ, không sao đâu. Không sao, nó do cái cột sống cổ thôi. Nãy được chỉnh cái cột sống cổ là thì nó ổn rồi. Ha. Rồi yên tâm. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.